em sống cuộc sống rất đơn giản, rất là thật. Tôi nghĩ em là sống cuộc sống của em như thế nào thì nó thể hiện ra vậy. Bởi vì nó lo cho cha mẹ quá mà, tội nghiệp lắm. Giờ thấy nó cực khổ rồi, tôi cũng không biết nó là cái gì mà nó vui nhất hết. Vui nhất là mình về là có cơm, đúng cho bà ăn no. Với lại nước đừng có lên cho bà già đi té. Vậy là vui rồi. Thưa quý khán giả của Hành Trình Chia Sẻ Yêu Thương, anh Giàu ở Bến Lức, Long An, và đây là câu chuyện mà Hành Trình Chia Sẻ Yêu Thương tìm đến để cùng chia sẻ với lại bản thân anh. Anh hôm nay là anh đi làm gì? Khiêng cây cho ta vô nhà. Anh khiêng chỗ nào cho em khiêng với. Còn cô là mẹ phải không? Dạ chào cô. Bình thường là anh Giàu anh hay đi làm những gì ở trong xóm trong viện? Tí ai muốn về làm đấy, lập nhà, móc đất. Cảm ơn cô rất là nhiều để con hỏi thăm ảnh nha. Dạ. Ngày hôm nay anh sẽ cùng với chương trình thực hiện một cái điều mà anh ao ước nhất. Ao ước nhất là mình kiếm được cái ghế để cho ông già mình ngồi. Đó là ao ước cho ba mẹ. Dạ. Thế ao ước cho riêng cá nhân anh là gì? Tôi không dám nghĩ gì hết đâu. Sao không dám vậy? Thôi giờ phải tập thôi, không dám nghĩ gì hết. Khi hỏi về những cái điều mong muốn đời thường thì anh nói rằng là thu nhập thấp quá, không có dám nghĩ gì hết trơn hết đó. Nhưng ngày hôm nay với Hành Trình Chia Sẻ Yêu Thương sẽ mang tới cho anh cái điều gì đó đời thường nhỏ nhoi thôi, nhưng đó là điều làm cho anh được hạnh phúc. Dẫu chỉ là hạnh phúc trong một ngày thôi cũng là hạnh phúc thật đáng quý. Chúng ta cùng vào nhà của anh Giàu nha. Gia đình của Giàu làm thì nằm trong cái diện cận nghèo theo cái đa chiều là khó khăn vì bệnh tật. Làm công tác xã hội, gia đình của Giàu là mình quan tâm nhất. Kính thưa quý khán giả, chương trình Hành Trình Chia Sẻ Yêu Thương, chương trình do Ban Khoa Giáo Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cùng với lại sự đồng hành của Công ty Cổ phần Ba Huân và những nhà hảo tâm khác. Chúng ta vừa đến với lại câu chuyện của ngày hôm nay, anh Giàu và gia đình của anh tại Bến Lức, Long An. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem chúng ta có thể làm điều gì dành tặng một ngày hạnh phúc cho riêng anh Giàu. Quý vị nhé, xin mời. Xin chào cả nhà. Đây là địa phương cho mà anh nói rằng là nâng được cái nền đó phải không? Mừng quá thưa quý vị. Cảm ơn địa phương rất là nhiều, bởi vì đây là cái nền nhà rất là cao mà gia đình không còn việc chịu ngập nữa phải không anh? Dạ. Nó ngập lên phải là 7-8 tấc á. Mỗi lần nó ngập lên là dơ nhà mình quét, lội nước hoài vậy đó. Bây giờ lỡ cặn, nó lỡ tới rồi chảy máu luôn á. Đi dễ té lắm. Tôi cũng té hoài à. Rồi bả giờ bả té cái quá cỡ, té cái mình đi không được. Nghe mấy anh cũng lăn cái nền, tôi cũng mừng lắm. Hồi nãy con có hỏi thăm anh Giàu. Dạ. Anh không có dám nghĩ tới cái chuyện gì hết trơn hết á. Đúng vậy. Nếu như mà anh Giàu anh thích á, anh thích nhất cái gì cô biết không? Nó hỏng như mình nghĩ nuôi cha mẹ chưa đủ mà làm sao nó muốn gì nó không có nói với mình. Vậy hả? Thưa quý vị, câu chuyện gia đình của anh Giàu như thế nào mà hỏi cả người mẹ của anh và cả anh cũng không có nói được cái điều bình thường hàng ngày mong muốn điều gì nữa. Vậy thì những thước phim tiếp theo sẽ là câu chuyện về hoàn cảnh của gia đình. Mong quý khán giả sẽ cùng chia sẻ nhé. Đời này chẳng ai là không có mong ước điều gì, mà vì lẽ đời nghèo nên người ta đành xếp ước mơ ở phía sau cùng, cách xa với nhiều nỗi lo thực tế khác. Chúng tôi hỏi anh Giàu thích gì, anh cười, bất ngờ bởi lâu lắm rồi ít ai hỏi anh như vậy. Gặng hỏi thì ước mơ bây giờ cũng lẫn lộn với bổn phận làm con. Thì mình chỉ muốn bà già mình khỏe mắn, giờ muốn ông già mình cũng sống với mình được ngày nào hay ngày nấy, mình lo cho ông già mình, khi ông có cười với mình á mình thấy mình vui. Nghèo mà thì nên đi hỏi chỗ này chỗ kia mà nướng đặng cho nuôi cho cha mẹ, cực đái gì giặt giũ gì nó không. Thì nói chung gia đình thì sống đơn giản rồi cũng tiết kiệm đó, mà chỉ cần một ít là cá thì có thể đi bắt được, rồi mua thêm mắm muối địa phương cũng hỗ trợ thêm. Tại gia đình có người bệnh thôi, chứ đúng ra lúc trước thì 10 năm trước thì gia đình không đến nỗi như vậy.
quay quát sớm tối có một mình để lo cho gia đình, dù rằng anh luôn nói không mong gì ngoài ước muốn làm tròn bổn phận đối với mẹ cha. Nhưng nụ cười của anh, cách anh e dè ngập ngừng phút chốc khi nghĩ về bản thân mình, thì chúng tôi tin rằng trong tâm khảm người đàn ông 50 tuổi này vẫn khát khao hạnh phúc cho riêng mình. Anh ơi, dạ. Bác thứ mấy vậy? Thứ hai ạ. Thứ hai. Con chào bác hai. Con chúc bác khỏe, bác cố gắng giữ sức khỏe đi. Mọi người sẽ cùng chăm sóc cho bác nha. Anh, như vậy là mọi chuyện là đi làm kiếm tiền, rồi chăm sóc gia đình, rồi thậm chí là lo cho ba. Dạ, đúng rồi. Là hồi nào giờ là anh hết đó hả? Dạ. Tính ra là mấy năm rồi? 7 năm rồi đó. Cái này là tai biến phải không ạ? Dạ, tai biến, mà hơi nhẹ á. Dạ. Chính vì vậy mà anh không có lập gia đình luôn, ở dậy nuôi ba mẹ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi bây giờ em hỏi thêm lần nữa, nếu nghĩ tới một cái điều đơn giản bình thường trong một ngày mà anh vui, anh cảm thấy thoải mái nhất, anh muốn làm nhất là gì? Anh vào nói cho Lập nghe xem. Mình rảnh á. Ừ. Rảnh mình đã không cái mình có miếng rượu muốn bia gì mình nhậu được con khô con cá gì nữa mình mừng rồi. Mình được. Đã rảnh mình đó. Thôi bây giờ cô xin phép cô chú còn đi với anh vào một chút. Rồi lát con đưa anh về. Biết sao? Nó không có biết chữ, giờ anh đi xa quá, giờ làm sao mà nó biết đâu mà nó về. Giờ như tôi già làm lụm cụm cứ trông con hoài, biết đâu mà tìm. Nó sợ vậy. Cho nên là anh đi đâu, làm gì, chắc cũng quanh quanh quẩn quẩn. Đi xa thì cũng nhớ hỏi đường về anh ha. Tại vì mỗi lần bước chân của con mình đi ra, làm cha làm mẹ ở nhà là cứ ngóng vậy đó. Vậy vậy. Đúng rồi. Tè, chị ba. Em mời chị ba ra đây. Hỏi ai muốn đi với ai là đi với chị ba. Tại vì chị ba chỉ giúp đỡ gia đình mình rất là nhiều. Mình nhớ chị hoài. Trước khi đi, em muốn anh vô anh lượng cái áo nào đó. Đến nay ngày vui mà. Dạ. Ừ. Hả anh ha? Đúng rồi. Rồi, anh vô anh lượng dạ. Cái áo của anh đi. Con nhiều đây thôi hả? Nhiều đây thôi. Con áo này. Cái áo này ta mới cho. Áo màu xanh đẹp nè. Không chắc này có ông kia cho. Cũng là đồ cho không đồ hả? Cho. Nếu mà anh chọn anh mặc cái áo nào? Mặc áo xanh đây. Áo xanh hả? Dạ. Thích màu xanh hả? Cũng đẹp đó. Nhưng mà thời tiết này cũng hơi nóng. Dạ. Mình để dành hai cái áo này đi nha. Dạ. Mình mặc cái áo đồng phục của chương trình nè. Dạ. Anh đọc cái chữ này đi. Anh đọc được không? Không. Em đọc cho anh nghe nha. Dạ. Hai cái chữ màu đỏ là hành trình, chia sẻ, yêu thương. Yeah. Còn đây là cái trái tim. Yeah. Còn đây là cái con đường trong trái tim của mình. Là cái con đường để chia sẻ yêu thương. Hành trình, chia sẻ yêu thương. Tặng cho anh. Yeah. Đúng là như vậy nha anh, giống như yeah. trái tim của mình nha. Yeah. Dạ rồi, anh vô anh thay đồ đi. Dạ. Yeah. Lâu lâu cho anh được đi ra khỏi cái vùng quê của mình. Lần đầu tiên mới được đi xe 16 chỗ. Lần đầu tiên luôn hả anh? Lần đầu tiên. Cảm giác như thế nào khi mình mở cửa mình bước lên xe? Thấy nó nhẹ nhàng của người khỏe. Nhẹ nhàng hả? Chị nói là mười mấy năm nay chị làm bí thư của ấp, không có thấy anh có một cái tình yêu với ai hết trơn hết vậy. Mình lo người ta đâu nổi đâu dám tình yêu đâu. Trước mình cũng có quen đứa hay đứa nhưng mà không bước tới nữa, còn đụng đi lấy chồng con lớn rồi. Bữa nay mình ra quán, lai rai, tâm sự cái chuyện tình nha. Tôi nói thiệt với anh nha, tôi cũng đồng cảnh ngộ với anh. Đây. Rồi, xin mời cả nhà. Thơm lắm. Yeah. Không ngửi tôi coi. Cái này là chắc nướng rơm thiệt nè. Một buổi ăn có mấy con cá, miếng thịt, ước mong đơn giản nhưng trong đằng đẵng khó khăn thì điều quý giá ấy đâu có dễ có. Và cũng bởi mãi khổ cực chăm lo cho cha mẹ nên một ngày được nghỉ ngơi là giây phút riêng tư hiếm hoi trong đời anh giàu. Ăn cho hết nha. Dạ dạ. Không có chừa lại miếng nào luôn. Chừa lại uống lắm vậy. Hả? Uống lắm. Chừa lại uống lắm. Chừa lại uống lắm. Bao lâu rồi ông mới ngồi mấy quán giống như vậy? Hồi đó giờ chưa có ngồi bàn về nhau đâu. Tức là hồi xưa giờ luôn. Hồi xưa giờ luôn. Lần đầu tiên đi xe 16 chỗ. Lần đầu tiên đi quán như thế này. Lần đầu tiên ngồi trên bàn để ăn uống như thế này.
Hồi nãy trên xe ông nói rằng là cách đây 20 năm trước là ông yêu dữ lắm. Hiếu chú yêu hai người tốc độ quá đi. Cái 123 cái mình thương nó, cái 123 của mình cô nó bắt về gả mình Mỹ luôn. Có phải vì điều đó mà mình không lập gia đình không, hay đúng là rồi, bởi vì hoàn cảnh của mình? Cả hai cái. Cái nào lớn hơn? Cái lập cái nghèo không lớn hơn. Rồi biểu thôi đi nói vợ. Nó trời ơi, sống con mình con mà con sống không nổi, nuôi cha mẹ mà cứ vợ về giờ làm sao mà nuôi người ta được. Thôi để con về suốt cuộc đời với cha mẹ đi. Chiều thứ bảy mà đi ngồi trên quán cà phê dốc cầu thì tôi ngủ với vợ, thấy một cái gia đình, thấy một cái như người chắc cái dạng như mình đây, và một người vợ cứ chở một người đứa con, mình ước mình như vậy, mình ước cuộc đời mình cỡ như cỡ đó là được, nhưng mà không được, nhưng mà nó trả lại số không cho mình thôi. Tôi nói cho anh Giàu nghe, ngồi hút ba đứa thuốc về, hút hết đi về vợ. Chứ không biết giờ làm gì hơn. Tôi định nói với ông một cái điều nó rất là nghiêm túc, thì ông ngậm ngùi uống ba điếu thuốc. 50 tuổi chưa có muộn nha. Mai kia mốt nọ tôi gặp lại ông, vợ của ông và đứa con đi trên một con đường như vậy, nghĩ tới và quyết tâm để mình có thể thực hiện được. Okay. Ngày hôm nay ông phải thấy rằng ông còn được hơn rất nhiều người. Còn được, mình còn được. Mình còn được. Mình còn được. Phải nhớ là mình còn được. Uống vì ông giàu còn được. Còn được. Còn ngon. Chúng tôi như những người bạn, mượn việc ăn uống để có cơ hội tâm tình những chuyện riêng tư, mà khi được bước ra khỏi cuộc đời trách nhiệm và bổn phận thì ta mới thổ lộ cùng nhau. Mặc dù giây phút chuyện trò ngắn ngủi nhưng đã giúp anh giàu thôi suy nghĩ tiêu cực và khơi lại khát khao hạnh phúc từ sâu bên trong anh. Như chính anh cũng đã nói, bản thân mình còn được mà. Đẹp trai không? Dạ, cũng hơi đẹp đẹp. Dạ. Rồi, chúc sức khỏe nha. Tôi rất là xúc động khi nghe cái hoàn cảnh người con hiếu thảo. Thì hôm nay tôi đến đây tôi có phần quà là 20 triệu đồng. Tôi tặng cho em để lo cho cha mẹ tuổi về chiều. Chúc mừng anh. Dạ, yeah, đây yeah, là của chị ba và chương trình. Yeah. À, xin gửi đến gia đình, gửi đến em, yeah, em giàu, yeah, với gia đình. Cảm ơn. Từ nhà đồng hành và các tấm lòng hảo tâm, những phần quà thiết thực hỗ trợ cho gia đình anh giàu và gửi thêm đến bà con nghèo của xã Mỹ Yên, tỉnh Long An. Và trong ngày quay trở lại này, có thêm chiếc ghế mà 3 năm rồi anh giàu luôn muốn có cho ba mình, để mỗi buổi chiều trời mát, cha được ngồi thoải mái trước hiên nhà cùng anh. Xin được trao tặng với tất cả yêu thương. Cô quá ở đây thương mẹ con tôi, giúp đỡ như vậy là tôi cảm ơn nhiều. Dạ. Xin cảm ơn cô ba và xã của mình với lại cái chia sẻ yêu thương giúp đỡ tới đây, chiếu cố tới gia đình mình là mình quá trời mừng rồi.